Xin chào anh em, chào anh em. Đồng hồ báo nhiệt KTM, rất là nhiều anh em đã gặp cái tình trạng là cái bóng đèn này nó bị cháy, nó bị đứt. Thế thì đồng hồ thì vẫn đo được, nhưng mà bóng đèn thì nó lại không được sáng. Chính vì thế nên là qua thời gian nghiên cứu, mình đã đưa ra một cái nguyên nhân của cái bóng đèn của cái đồng hồ báo nhiệt KTM. Nó dùng một thời gian nó lại bị cháy vì đứt ở một số máy của một số anh em. Và thưa anh em là cái đồng hồ báo nhiệt thì cả nghìn anh em đã dùng rồi, thì bắt đầu là mạnh thấy là nó có phát sinh một vài vấn đề. Đó là cái bóng đèn này, chỉ có mỗi cái bóng đèn này nó hay bị đứt thôi, nghĩa nó không sáng, nên là buổi tối là anh em không nhìn được vào cái màn cái đồng hồ này, còn ban ngày thì vẫn đo bình thường. Và một điều nữa là cái chân này nó hơi lỏng, nên là anh em nếu như anh em nào mà có vấn đề về cái đồng hồ mà nó lên nó chập chờn, nó không đúng, thì anh em kiểm tra lại cái chân này, cắm lại rắc rồi vít lại cái con ốc ở cái chân của cái đồng hồ báo nhiệt này giúp anh. Và về mặt cơ bản thì mình chưa thấy, hơn 1.000 anh em dùng đồng hồ nhưng mà chưa thấy cái đồng hồ nào nó bị hỏng cả, mà nó chỉ có thỉnh thoảng có vài anh em gặp vấn đề là cái bóng đèn nó bị cháy, nó bị đứt. Thế thì thưa anh em là nếu anh em nào bị đứt thì hãy ngay và luôn liên hệ với hệ thống KTM của Mạnh, và có thể là điện thoại, có thể là nhắn tin địa chỉ số điện thoại trên mọi hình thức Facebook, Zalo, tin nhắn trực tiếp. Làm sao đó cứ liên hệ với những cái logo mà có cái chữ KTM này, là bên Mạnh sẽ gửi cho anh em hoàn toàn miễn phí, bao gồm này, một cái rắc nối trung gian là có điện trở ở đây, và một cái bóng đèn miễn phí nhé. Anh em chỉ việc nhận và chỉ việc lắp đúng như hướng dẫn như thế này là được, để cái bóng đèn của anh em luôn luôn sáng trong mọi tình huống. Và nguyên nhân nó bị cháy ấy, thì Mạnh cũng xin phép được chia sẻ với anh em là nguyên nhân cái bóng đèn là nó nhanh đứt đấy. Cái bóng đèn này và bóng đèn đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi tóc thì nó vẫn bị đứt. Đó là do khi mà có những cái máy của anh em ấy, thì dùng cả hơn cả năm trời nó không sao, nhưng mà có những cái máy thì dùng có vài ngày hoặc có cái máy dùng vài tháng nó đứt, là cái điện áp của cái máy phát nó tăng quá mức so với cái điện áp chịu đựng của cái bóng đèn này. Nên là cái điện áp ấy, tức là bình thường nó chỉ khoảng 13.8V đổ lại thôi, nhưng mà nhiều máy phát khi mà chúng ta chạy, chúng ta ga lớn rồi, cái IC nó không chuẩn nên nó phát đến 14.5V là cái bóng đèn này nó sẽ đứt. Đấy, chính vì thế nên là mình đã thêm cái điện trở này, thêm cái điện trở này, anh em thấy này. Thì cái này để ngăn bớt cái dòng điện, cái điện áp của cái máy lại, của anh em lại. Nhiều anh em mà dùng máy mà nó lâu nó không bị đứt cái bóng đèn này, tức là máy phát là rất là tốt. Còn máy phát thì 14V hơn thì chúng ta vẫn dùng được bình thường, không vấn đề gì, nhưng mà nó thi thoảng là những cái bóng này nó hay cháy. Chính vì thế nếu anh em nào mà có cái bóng đèn báo nhiệt này mà cái bóng sáng nó không sáng, thì hãy liên hệ với Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558 0398 490986 hoặc 0971921942 hoặc là 0949265919. Đó là hệ thống những anh em KTM sẽ gửi cho anh em những cái này miễn phí. Về lắp thì như thế này, cho anh em đây là cái bóng đèn báo nhiệt. Anh em chỉ cần rút cái rắc đằng sau này ra, thì bằng cách chúng ta có thể cầm này, chúng ta lai ra, hoặc là dùng cái tu vít dẹt này, dùng cái tu vít này chúng ta cậy nhẹ nó ra này. Đây, cậy nhẹ nó ra thì chúng ta rút được cái bóng đèn này ra, thì rút cái này ra, bỏ cái bóng đèn cháy đi, rồi sau đó chúng ta cắm cái bóng đèn led đây của Mạnh gửi, cắm bóng đèn led. Thì bóng đèn led này thì anh em nhớ là nó có hai chiều, cắm chiều này nếu như chúng ta cắm vào bình ắc quy mà nó không sáng, thì chúng ta xoay ngược lại thế này, chúng ta xoay 180 độ chúng ta cắm lại, đấy là nó sẽ sáng, có nghĩa là đúng chiều âm dương nó mới sáng đó.
và tất cả bóng đèn là mình đã thử hết rồi nhé. Xong đó này chúng ta rút cái đuôi này ra, đuôi màu đỏ, đuôi dây màu đỏ ra và cắm cái điện trở mà mình đã thiết kế sẵn này, rất là đơn giản, nó không phải chế sẵn gì đâu, cắm vào chân thế này đó. Đây tất cả chỉ sẵn cắm 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 thế thôi đây, và cắm lại đây, cắm lại là chúng ta đã có một cái đèn, một cái đèn nó sáng ở trên đồng hồ nhiệt và nó không cháy nữa, nó không đứt nữa, bởi vì là mình đã tìm được nguyên nhân và khắc phục nó rất là triệt để rồi, bằng cái thông số của cái điện trở và cái đuôi này, cái đuôi nối thêm này. Thì anh em thứ nhất là cảm ơn tất cả những anh em đã tin tưởng để dùng đồng hồ báo nhiệt này để bảo vệ, biết được cái nhiệt độ của động cơ một cách rất là tốt, và gần như anh em dùng đồng hồ báo nhiệt thì có những cái động cơ chạy rất là êm xuôi, bởi vì mình biết những anh em dùng đồng hồ báo nhiệt thì sẽ kiểm soát được nhiệt độ tốt hơn. Và cũng mạnh cũng gửi lời cảm ơn anh em đã thông tin lại những cái trục trặc cho của cái bộ đồng hồ báo nhiệt này để mạnh kịp thời cải tiến cho anh em, và cho anh em là mạnh cam kết là tất cả cái đồng hồ báo nhiệt hơn 1.000 anh em đã dùng đồng hồ báo nhiệt chỉ cần liên hệ ngược lại với hệ thống KTM của mạnh thì anh em sẽ được gửi lại miễn phí toàn bộ, cam kết là miễn phí toàn bộ những cái giắc điện này cộng với bóng điện này, mọi thứ luôn sẵn sàng nhé. Anh em thấy mạnh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, những cái đồ điện thế này rồi để gửi cho anh em, để anh em liên hệ lại thôi. Và đầu video mạnh xin phép tất cả những anh em đang xem là nếu được thì có thể chia sẻ video này cho tất cả những anh em mà đã dùng đồng hồ nhiệt KTM để biết thông tin này và sớm liên hệ với mạnh để được nhận cái bóng đèn cải tiến cũng như là cái điện trở cải tiến cho đồng hồ và chỉnh sửa giúp mạnh. Đó là một cái lời cảm ơn và cũng như là những cái mà hệ thống KTM cũng như cá nhân bạn có thể làm được cho anh em, và rất mong là anh em một lần nữa hợp tác và thông cảm cũng như là cố gắng chia sẻ để những anh em khác biết được cái video này. Mạnh rất cảm ơn anh em một lần nữa rất là nhiều, những anh em đã chia sẻ, đã like và cũng nhờ cái kênh thông tin này để có thể thông tin đến những anh em đã mua đồng hồ nhiệt KTM, hơn 1.000 anh em đã dùng đồng hồ nhiệt KTM rồi và mạnh cũng đã liên hệ, cũng đã gửi nhưng mà chưa hết được. Chính vì thế nên là anh em nào mà còn sót, còn còn mà có may mắn xem được video này thì ngay và luôn nhé, nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tên người nhận là bên bạn sẽ gửi miễn phí hoàn toàn. Đầu video xin phép anh em một vài phút để thông tin, một cái thông tin rất là quan trọng để cho anh em có thể kiểm soát được cái nhiệt độ trong đêm ban ngày một cách chủ động khi mà có cái bóng đèn nó sáng từ trong ra thế này, tránh trường hợp là nhiều anh em là có thể là nó bị đứt bóng đèn rồi nhưng mà ngại rồi nghĩ rằng nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cái đồng hồ báo nhiệt này thì chỉ có bây giờ là chỉ 600 nghìn thôi, đã có gồm phí vận chuyển, vật giá mọi thứ tăng nhưng mà hệ thống KTM cũng không có tăng đâu, là có 600 nghìn đã bao gồm phí vận chuyển, mục đích là sau đó để cho anh em lắp được nhiều thì sẽ kiểm soát được cái nhiệt tốt hơn, thì nó không đáng là bao nhiêu tiền, cái tiền gửi thì mới hết nhiều, cái tiền đồng hồ hết không hết, không không đáng là bao nhiêu tiền cả. Và kể cả những cái cải tiến này của mạnh thì nó cũng không không đáng gì nhiều tiền đâu, chỉ cộng lại tất cả nó cũng chỉ vài chục nghìn thôi, bóng đèn chục nghìn cái này, chục nghìn một kẹp thế này, cả bóp cả chống cái dây chống điện rồi chống nhiễm điện mọi thứ thế này thì cả gửi thì cũng vài chục nghìn thôi, nhưng mà rất mong anh em giúp mạnh chia sẻ cho những anh em khác. Và nếu như mà anh em nào mà đang quan tâm đến đồng hồ nhiệt đến đồng hồ nhiệt thì yên tâm là bây giờ đồng hồ nhiệt của mạnh KTM là hoàn toàn là được, cái bóng đèn nó rất là bền bởi vì nó được phát hiện ra cái lỗi kỹ thuật của nó để ngăn cái điện áp của cái máy phát trước khi nó vào đồng hồ này nó không bị tăng quá để nó bảo vệ cái bóng đèn, còn cái đồng hồ thì không vấn đề gì. Và nếu anh em nào quan tâm đến những cái đồng hồ này thì bây giờ nó sẽ là như thế này và cái giá thành là 600 nghìn đã bao gồm phí vận chuyển cũng như là
có cái hướng dẫn lắp đặt và có các cái co cốt cụ thể cho anh em, và có dây cảm biến cũng như là dây điện dài 2 mét để anh em có thể lắp ở mọi lúc mọi nơi mọi máy, miễn là máy móc dùng bình ắc quy 12V. Đó, máy phát và bình ắc quy là tương thích là 12V và có cảm biến riêng cũng như là co cốt lắp đặt. Thì một lần nữa cảm ơn anh em, và nếu anh em quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Mạnh hoặc là của các anh em KTM, hoặc là vào website kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng Kubota.vn, hoặc là những anh em dùng Yanma thì có thể vào website phụ tùng Yanma.vn để tìm mua cái đồng hồ này với những cái co cút mà nó trùng với máy Yanma. Máy Kubota khác với máy Yanma, cái co cút nó khác nhé. Thì trùng với máy Yanma thì chúng ta có thể mua, chúng ta lắp cho những cái máy mà cái thời gian sử dụng nó đã dài rồi để kiểm soát nhiệt tốt hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và quay lại với cái câu chuyện ngày hôm nay thì thưa với anh em là cứ mỗi thứ sáu và 8:30 tối thứ sáu hàng tuần thì mình sẽ phát trực tiếp, và mục tiêu lớn là đọc các cái câu hỏi, các cái bình luận của anh em để chia sẻ các cái kinh nghiệm sử dụng máy và kinh nghiệm sửa chữa bảo dưỡng máy, để làm sao đó chúng ta có thể nắm được cái thông tin của cái máy tốt nhất, nắm được kỹ thuật máy tốt nhất để máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và năng suất cao. Và thưa anh em là rất nhiều anh em bình luận thì Mạnh đề nghị là anh em khi mà bình luận hỏi một cái gì đấy thì nhớ là phải nói tên máy, nhớ là phải nói tên máy, rồi nói được càng nhiều nguyên nhân, càng nhiều vấn đề liên quan đến cái lỗi đấy, anh em đã thử như thế nào, đã kiểm tra ra làm sao, rồi tình trạng máy như thế nào, thì chúng ta nói một mạch đi. Chúng ta đừng có ngắt quãng nhiều tin nhắn, bởi vì những anh em khác sẽ nhắn tin lại chèn vào thì cái tin nhắn của chúng ta nó sẽ không được liền mạch, thì nó sẽ làm cho việc là Mạnh đọc nó cũng sẽ không được liền mạch và trả lời nó cũng không được hiệu quả, và từ đó là chúng ta làm nó không hiệu quả theo thì nó hơi bị buồn. Thì chính vì thế nên anh em nhớ là nhắn là máy gì nhá, như thế nào nhé. Rồi cảm ơn và xin chào, rủ nhau vào bụi, rủ nhau vào bụi. DC70 sao cứ hay vỡ bi 206 vậy anh, mỗi vụ một lần anh ơi, bể lốc suốt bi hãng cũng vậy, bể lốc suốt bi hãng cũng vậy. Cái này thì bạn phải kiểm tra kỹ tất cả các kích thước của bi, của trục, của lốc lắp vào nó có bị kích hay không, bị công kích hay không. Chứ mày nghe thế này là mày biết là sẽ có một cái gì nó công kích, nên là nó mới gây, nó gồng cái ca trong ca ngoài của bi, nó vỡ bi vỡ lốc. Bạn phải đo kiểm kỹ vào thì mới đạt hiệu quả được, chứ cỡ này thì tiền đâu cho lại bạn nhé. Bi này nó cũng đắt tiền lắm, lốc cũng đắt tiền luôn. Rồi xin chào Xuân Trường Hồ, hép anh Mạnh. Cảm ơn Xuân. Xin chào Đặng Linh Chi. Rồi xin chào Lê Đức Cường. Chúc anh và gia đình cùng toàn thể anh em máy, toàn thể anh em chạy máy có nhiều sức khỏe. Thay mặt anh em chạy máy đang xem thì cả rất cảm ơn anh Lê Đức Cường nhé. Xin chào Tuấn Trần, gửi cho em chưa anh Mạnh? Tuấn Trần ơi, mình đã gửi rồi nhé, mình đã gửi, nếu không nhầm thì hôm qua Tuấn Trần có nhắn cho mình gửi cái này. Tuấn Trần biết qua rất nhiều kênh thì đã nhắn cho mình gửi này, thì mình đã gửi rồi, nếu như nhớ không nhầm là như vậy. Rồi xin chào Hà Phú, xin chào Khải, Phan Xuân. Máy cày Kubota 4018 được sản xuất ở đâu vậy anh? Và nhập khẩu trực tiếp hay Việt Nam lắp ráp? Bạn ơi, máy cày Kubota 4018 là được sản xuất ở Thái Lan và nhập khẩu trực tiếp nhé bạn nhé. Nhập khẩu trực tiếp chứ không Việt Nam thì chỉ lắp, chắc là lắp mấy cái bánh xe, cùng lắm là cái dè và cái máy xe thôi, là kiểu như vậy, là cái mấy cái đó thôi.
Rồi, xin chào Ảnh Hoàng. Cho anh hỏi cái lọc nhất của anh em đã kiếm được chưa? Anh Ảnh Hoàng ơi, cái lọc nhất của anh cái kích thước nó hơi khó nên là anh chưa kiếm được. Nên là rất mong anh thông cảm cái sự chậm trễ này. Anh cũng đã cố gắng liên hệ mấy đơn vị rồi nhưng cái lọc nhất của anh thì cái đồ gen của nó, cái hàng lằng nhằng thì có nhưng cái hàng chính hãng thì chưa, chính vì thế nên là mạnh chưa thể gửi cho anh được. Rồi, xin chào Pukasin, cảm ơn Pukasin rất là nhiều. Xin chào Nhuận Nông, chào anh Mạnh. Anh chỉ em cách lấy bi 305 trục số 5 tầng ra, bi trong hộp côn máy cày ạ. À, trục số 5 tầng, bi trong hộp côn máy cày. Máy cày của bạn là máy cày gì thì bạn phải nói rõ để mình sẽ có cái tư vấn cụ thể cho bạn nhé, phải nói rõ tên máy cày. Xin chào Hưng, Trần Văn Hùng. Trần Văn Hùng gửi cho mình một chiếc bóng. À, những anh em mà đang xem buổi phát trực tiếp này mà Mạnh biết là sẽ có rất nhiều anh em dùng cái đồng hồ KTM này đang xem, thì cũng có vài trường hợp Mạnh thấy là nhiều anh em có thể là ngại rồi thấy nó nhỏ nên là không muốn làm phiền Mạnh, đó là một điều rất là cảm ơn anh em. Nhưng mà cái hiệu quả của anh em mới là điều quan trọng nhất, rồi cái đồng hồ nó có sáng lên thì anh em mới thấy phấn khởi. Dùng ban đêm mà cứ nhìn thấy nó sáng thì yên tâm, mà nó phấn khởi thì chạy máy tốt. Thì hãy nhắn tin cho Mạnh số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận, hoặc là bình luận ở trên đây cũng được, số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận, hoặc là anh em có thể là bình luận ở trên video cũng được, bình luận ở trên YouTube cũng được, Mạnh sẽ kiểm tra liên tục và cho anh em kiểm tra liên tục, cũng như là Mạnh kiểm tra liên tục và sẽ gửi cái này về tận nhà cho anh em lắp lúc nào cũng được. Rồi, anh Trần Văn Hùng nhá, cứ nhắn cho Mạnh địa chỉ, số điện thoại giúp ạ. Mai Idol 2006, anh Mạnh ơi cho em hỏi bơm thủy lực máy 5018 có phục hồi lại được, có phục hồi lại được không? À bạn ơi, tùy theo tình trạng, thường là các cái bơm thủy lực mà nó bị yếu dần dần, yếu dần dần thì thường là phục hồi được. Còn tùy tình trạng, nếu như mà Mạnh nói là phục hồi được hết, cái gì cũng phục hồi được thì nó không đúng, bởi vì có một vài sự hư hỏng của bơm là phải thay thế một vài chi tiết lớn, nhưng mà có những cái sự hư hỏng đơn giản thì có thể phục hồi được, hoặc đặc biệt là bơm yếu nhưng mà mặt trà hoặc là cái nhông nó lỏng theo hướng ép của mặt trà hoặc của mặt gioăng thì được, chứ còn nếu như nó bị giãn nòng, cái bánh răng nó cào vào cái nòng vỏ bơm, nó cào vào cái vỏ bơm rồi thì khỏi phục hồi luôn, bởi vì cái vỏ bơm không có cách gì để mài cho nó nhỏ lại được đó. Bởi vì là một điều cơ bản là như vậy, và cũng qua đây thì Mạnh cũng đố anh em một câu là cái gì mà lại càng càng gọt lại càng càng rộng, càng gọt lại càng rộng. Đó. Cái gì càng gọt càng rộng. Rồi, và Mạnh sẽ trả lời cuối video nhé. Rồi xin bạn Mai Idol 2006 ơi, thường là sẽ phục hồi được bạn nhé. Rồi xin chào Cường Nguyễn. Cường Nguyễn không biết nói gì mà thông báo bị rút lại rồi. Xin chào Đỗ Dương, anh cho em hỏi cái sàn của em sao nhiều càng, em hạ tấm thấp rồi mà vẫn nhiều càng máy 70. Cái gì? New Sĩ Văn à? Cái gì? À, New Ship. Ôi, máy 70 New Ship mà nó nhiều càng ấy. Thứ nhất là hạ cái chớp này xuống một tí, thứ hai là tăng quạt gió lên, thứ ba là ga cho nó tử tế, ga cho nó lên vạch xanh luôn,
Đó, đầu tiên là cứ ga lên phải xanh thì mới chạy được nha. Thứ hai là tấm bưởng là đừng có dựng quá mà hạ nghiêng xuống một tí, quạt gió mở cửa ra cho nó thổi thì nó sẽ sạch thôi. Cái nhiều càng thì đơn giản như quạt mạnh này, sang xuôi này, gió nhiều và ga lớn, thế là được, là nó sẽ sạch ngay thôi bạn nhé. Rồi, xin chào Duẫn Lê Trọng. Ra tiệm sửa xe máy xin một cái bóng của đèn xi nhan lắp vào là ok. Thật ra là lắp bóng đèn xi nhan mà với những máy gặt ấy, còn máy kéo của anh em mà có cái máy phát mà cái IC mà nó già cỗi rồi ấy, cái máy phát nó phát cái điện áp mà nó vọt lên 14 volt rưỡi, gần 15 volt ấy, thì nó cũng không chịu được lâu đâu. Còn cái máy phát của cái máy của cái xe máy nó rất là nhẹ, nó phát ra cái dòng điện ở cái điện áp, nhẹ lắm, nó chỉ hơn 12 V, 8 10, gần 13 V thôi, nó rất là nhẹ nên là nó bền đấy. Đó, chứ còn cái mạnh thấy nhiều anh em lắp cái đồng hồ này mà cả 2 năm không vấn đề gì đó, và bản thân mạnh cũng đã thử cái đồng hồ này rất là lâu thì cái xe của mạnh, và 2 năm nay nó cũng không chịu cháy, nó cũng không chịu đứt đó. Thế thì hy vọng rằng anh em sẽ mà mình đã thử nghiệm cái này rất là lâu, và nhờ nhờ những người bạn trong hội kỹ thuật của mình, kỹ thuật điện của mình, những người rất là tâm huyết trong kỹ thuật điện, là tính toán rất kỹ lưỡng cái điện trở của mình cho anh em xem nhé. Cái mục của nó là đây, đúng nha, đây cái đầu mục điện trở đây này, nó là mua cả đống đây, rất là nhiều luôn. Cứ như là anh em biết cái này ngày xưa nó là cái gì không, ngày xưa nó giống cái gì không, giống như là cái tràng pháo đúng không. Đây đây nữa này, đây mua rất nhiều nhiều lắm đây, hàng nghìn cái đây. Đây một cái bịch này, đây này, cái chỗ này nó 50 cái, anh em thấy không? Đấy. Đó, chỗ này 50 cái. Đó. Rồi cả chỗ này cả nghìn cái để mua về để làm, để gửi cho anh em. Cái điện trở. Đấy là cái đồ gọi là mộc. Mộc của nó là như thế nhá. Thì đây ạ. Đây. Bịch này phải mấy trăm cái. Đó. Đây. Đây mình làm cho anh em xem nha. Cái một cái điện trở mà lắp đằng sau cái bóng đèn ấy. Thì thường là một cái thì cũng chỉ mất ít thời gian thôi. Đây. Đây là bóp cốt tử tế nhé. Này xong lại cho một cái ống này. Đây cho cái ống này. Rồi chừa đầu ra. Để tiếp tục bóp một cái đầu này vào. Đây. Đây, như thế này đây. Xong đó rồi. Bật lửa đây. Hơ một lá cái cho nó bóp lại thế này. Đây. Cho cái ống ghen nhiệt này này. Nó ghen lại. Đó.
là nó sẽ được như thế này, rồi cắm một đầu vào vào cái đồng hồ thôi. Đây ạ, cắm một đầu vào vào dắt được một đầu dắt cái là xong. Thì tất cả mọi thứ là sẵn sàng, chỉ chờ anh em nhắn tin địa chỉ số điện thoại thôi, và những anh em thông cảm cho những cái cải tiến thì hãy nhắn tin cho Mạnh, cho hệ thống của Mạnh số điện thoại địa chỉ để nhận cái đồng hồ này, và nhận cái đồ lắp thêm này để cho cái bóng đèn nó bền lâu hơn và dùng được cái đồng hồ được hiệu quả hơn. Và cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Đấy là quy trình sản xuất cái có rất nhiều đây rồi, yên tâm là có cả lô cả lốc rất nhiều luôn, tùy cho từng loại luôn. Rồi, xin chào Hậu Nguyễn, tuần nào cũng lên sóng, chúc em sức khỏe luôn, đồng hành cùng kỹ thuật máy, chia sẻ kỹ thuật cùng bà con. Cảm ơn anh Hậu Nguyễn rất là nhiều. Và nếu anh em nào mà thấy các cái thông tin của kênh kỹ thuật máy mà có ích ấy, thì hãy cho một like hoặc là đăng ký kênh hoặc là nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi kỹ thuật máy đăng video mới. Xin chào Lực Ngô, ok chú Mạnh, chúc cả nhà vui vẻ. Cảm ơn anh Lực Ngô. Huka xin chú hướng dẫn cách lắp ráp lấy nhớt máy L118. Đây thưa anh em, là để mà lấy nhớt máy L118 thì chúng ta cần cái mặt bích đây. Đây cần cái mặt bích này, mặt bích lấy nhớt này. Đây là mặt bích lấy nhớt KTM này. Rồi sau khi cái mặt bích này thì chúng ta thay cho cái miếng ốp hình tam giác ở trên hộp rùa, và từ đó đây chúng ta lấy nhớt đường này và đường này, nó có Mạnh có đánh dấu P và T rồi, và nối theo cái sơ đồ lên cái van của KTM gửi cho anh em nữa, có cái dây điện dây nữa. Một video Mạnh sẽ hướng dẫn rất là kỹ bên ngoài của nó để cho anh em biết, và cũng có vài video Mạnh hướng dẫn trên máy Vota đời mới rồi, nhưng mà trên máy L1 là sẽ thế này, là dùng cái này là vừa luôn. Đấy, đây là máy L1, còn đây là máy 5018, 4018, 3218, và còn máy 34, máy 45 nữa. Rồi, xin chào Lộc Điền, xin chào Tuấn Trần, xin chào Hùng Nguyễn Khắc, chú Mạnh, anh đã gửi định vị cho chú rồi đấy, chú Mạnh. Có đèn sáng phía sau đem luôn cho anh một cái nhé, anh cảm ơn. À, anh Hùng Nguyễn Khắc là ở Nông Cống, Thanh Hóa. Anh Hùng Nguyễn Khắc ơi, và có lẽ là đến thứ hai là Mạnh sẽ có mặt ở nhà anh để lắp cho anh và chỉnh lại điện cho anh một số thứ ở trên máy 5018. Rồi phớt phớt cầu trước của anh đây, phớt cầu trước đây. Đây, phớt anh Hùng Nguyễn Khắc là đang cần cái phớt trục giữa, trục các đăng ngay cái đuôi của trục quả giữa của cầu trước đây. Rồi không biết điện đón của máy 5018 như thế nào nữa. Rồi lắp cái xi lanh tắc đơ giữa, và lắp một vài cái vấn đề điện của máy gặt AV-82, và đang chờ Mạnh bố trí thời gian để lên. Thì đây anh Hùng ơi, nó sẽ là hai cái này đây, cái 5018 của anh Mạnh sẽ lên phương án lắp cho anh hai cái van, gọi là cái khóa chuyển hướng thủy lực ba cửa thế này. Bởi vì là cái máy qua 5018 của anh là đang có ben ủi nên là sẽ không lắp thêm bích cũng như là không lắp thêm van để cho đỡ tốn tiền và nó lằng nhằng, thì lắp hai cái này và
vào cái đường điều khiển của cái ben ối và dùng chính cái tay nâng ben ối để điều khiển đường sau luôn. Nhưng mà khi điều khiển thì chúng ta sẽ khóa hai cái van, chuyển hai cái van này phát đó, thì nó sẽ chuyển hướng cái dòng nhớt qua cái ben nâng hạ, cái ben tăng đơ giữa, ben tăng đơ giữa của KTM. Thì hôm nọ, cái video hôm nọ mình cũng đã giới thiệu cho anh em cái ben tăng đơ giữa đấy rồi. Thì mình sẽ ép dây dio rồi co cút mọi thứ đầy đủ, hy vọng là nó sẽ vừa với cái dây dio ở trên cái máy 5018, trên cái ben ối 5018 của anh đây. Đây cái van này sẽ được gắn lên trên máy và chuyển khẩu bằng cách là đấy thôi, là chuyển quay cái van này thôi. Khi mà chúng ta cần chuyển qua xi lanh nghiêng hoặc là xi lanh tăng đơ giữa mà đã có ben ối rồi nhé, chúng ta chỉ cần kéo thế này, hai van kéo theo thế này và kéo cái cần nâng mũi lên này, cái đó nó lên hoặc nó xuống thôi, nó thò lên hoặc thụt xuống thôi, rất đơn giản thôi. Đấy như thế này cho nó tiện lợi, cho nó tiết kiệm và nó cũng không bị dây nhợ cũng như là không bị lắp van nhiều nữa. Và hy vọng là sẽ vừa co cút, mà anh chỉ quan tâm là cái co cút ở trên cái hệ thống thủy lực bên ối của anh thôi, nó đang cỡ nào, bởi vì anh cũng không đo được cho mạnh được, mà mạnh sẽ đoán cái con cút đấy thường là nó sẽ là 1/4 hoặc 3/8, là cái loại này đây 1/4 đây là đầu này, 3/8 là đầu này rồi. Đó là anh Hùng Nguyễn Khắc rồi, cảm ơn anh Hùng Nguyễn Khắc đã tin tưởng anh, nhưng mà mạnh thì cũng hơi bận việc nên là chưa thể đến với anh sớm được. Đó, chưa thể đến với anh sớm được. Và thứ hai, hẹn anh thứ hai nhé. Và xin chào Luân Cao, xin chào Nhuận Nông, máy L1295 anh ơi, có cách nào không tháo hộp số mà lấy đi 305 ra được không? Không, không có cách nào cả, không có cách nào luôn bạn nhé, phải tháo hộp số. Nói chung là mạnh cũng đáng suy nghĩ về cái chuyện đấy nhiều lần tháo, nhưng mà gần như là không có cách nào hết. Còn nó có một cái loại cảo, nó có một cái loại cảo, nhưng mà cái đó là phải có trục nữa, cái cảo móc vào trong trong lòng của cái bi á, và nó cảo ra, nhưng mà thật sự là khó anh nhé. Xin chào anh Khải Phan Xuân, vì sao máy cày 4018 Thái Lan chính gốc lại đắt hơn máy đã nhập khẩu về công ty Kubota Việt Nam? À, cái câu này thì nó liên quan đến đến các nhà tài chính, các nhà kinh doanh, thì nhẽ ra thì mạnh cũng sẽ nói thế nào nhỉ, mạnh cũng sẽ không gọi là, nó giống như là không trả lời thì nó cũng không được đúng đắn cho lắm, không được đúng ấy. Thế nhưng mà theo hiểu biết của mạnh, anh dám hỏi thì mạnh dám trả lời thôi. Thì thưa với anh là máy 4018 chính gốc ở Thái mà mới tinh mà anh muốn mua về Việt Nam, mà anh muốn mua ở Việt Nam thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn đó, bởi vì theo như như hải quan người ta nói đó là đường tiểu ngạch, cái việc từ cái nước ngoài về ấy, nhập hàng từ nước ngoài về thì nó có đường tiểu ngạch, đường chính ngạch và đường buôn lậu. Bạn biết là có ba cái đường đấy. Thế thì đường chính ngạch thì bao giờ thuế má hải quan nó cũng sẽ thông suốt hơn và nó rẻ hơn. Thế nhưng mà nó cần các cái quy định ngặt nghèo về giấy tờ thông quan, về nhiều thứ khác liên quan đến tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, rồi giấy tờ này nọ, hồ sơ. Rồi. Còn nếu như mà máy cày từ Thái Lan mà nhập qua đường tiểu ngạch, đường tiểu ngạch, đường chính ngạch như thế nào thì anh cứ tìm hiểu nhé, trên Google là biết, thì các cái thuế má mọi thứ
nó còn đi cùng với các cái chi phí đảm bảo, cái kiểu như vậy. Rồi nói chung là nó nhiều chi phí hơn. Thế nên là cái có thể là hai cái đó ở bên Thái Lan với cái giá thành cũng gần như tương đương nhau đi. Mạnh chưa nhập bên đó, chưa sang bên đó mua nên mạnh không thể nói được, nhưng mà nếu như giá thành tương đương nhau thì đường tiểu ngạch bao giờ cũng đắt hơn. Thế thì tại sao lại có cái câu chuyện đấy? Bởi vì Kubota Việt Nam là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam đối với tất cả các cái dòng máy Kubota mới. Đó, trong đó có 4018. Thế thì người ta là độc quyền rồi thì người ta chỉ có chính ngạch. Còn anh nào không độc quyền thì anh ấy đi tiểu ngạch. Đó, những người mà nhập từ nước bên Thái Lan về thì tôi chỉ có tiểu ngạch thì chắc chắn sẽ đắt hơn. Rồi, đó là cái mà Mạnh được biết và hy vọng anh sẽ hiểu. Còn tất nhiên thì đối với máy cày máy kéo thì thường nó giống nhau, nhưng mà nói thêm một chút nữa là máy gặt thì nó có một vài chi tiết nó khác nhau giữa Thái Lan và Việt Nam, nhưng mà đối với máy cày thì Mạnh ít thấy khác sự khác nhau anh nhé. Đấy, chỉ có khác nhau về giá như anh nói là đúng chính xác. Rồi, xin chào NDT, thông báo rút lại rồi. Xin chào rủ nhau vào bụi. Máy DC70 sao cái nhông trung gian nó có vết cạ vào nhông đùi. Anh cho cách khắc phục. Nhông trung gian mà có vết cạ vào nhông đùi ấy thì căn cứ nó không chuẩn, trục nó không chuẩn rồi, căn cứ nó cũng không chuẩn. Đây, cái căn của cái nhông trung gian đây, mày sẽ lấy cho anh em xem này. Đây là cái căn của cái nhông trung gian này. Rồi, xem cái nhông trung gian, cái trục trung gian nó có đây không? Trục trung gian ơi, đây. Đây là cái trục trung gian. Đây là trục trung gian này. Rồi. Và đây là cái ống cành của nhông trung gian. Đây. Đó. Cái này ấy, nó phải chuẩn nha. Thì mình sẽ đo cho anh em luôn ở đây. Để hy vọng rằng là đây là thứ này để đây mà không biết. Rồi, đây. Đo ngay cái kích thước của cái ống cành của nhông trung gian, của cái trục trung gian đây. Cho anh em xem này. Đây, cứ coi như là tính cả giấy bóng là đây. 34 mm. Anh em thấy không? 34 mm. Nhớ nhé là 34 mm. Giờ sát lại cho anh em xem. Đây, 34 mm. Đấy, nói có sách máy có chứng luôn nha, 34 mm. Thì nó mới chuẩn. Rồi, nếu như mà nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì nó sẽ bị lệch lệch vị trí và nó công kích. Đấy, còn cái trục trung gian này đó, khoảng cách bao nhiêu? Thưa anh em là nếu chúng ta mua hàng chính hãng ấy thì chúng ta cũng khỏi phải suy nghĩ về các cái kích thước đi. Nhưng mà nhiều anh em sẽ mua cái trục này trục ngoài rồi ống canh này thì dùng đi dùng lại, hoặc là mua ống canh ngoài rồi nhiều anh em có thể canh thấy nó lỏng canh thêm chỗ này canh thêm chỗ kia, nhưng mà kỳ tình ra lại không tính toán đến cái khoảng cách giữa hai cái lốc lốc nó đã có sai số rồi, trục nó có sai số rồi, ống canh cũng có sai số, đến chiều dày bánh răng có sai số. Bởi vì là đã là cơ khí, cái gì là quan trọng nhất anh em có biết không? Đã liên quan đến cơ khí thì kích thước là quan trọng nhất, kích thước là cái đầu tiên để nói lên những người làm cơ khí, những chi tiết cơ khí gọi là độ chính xác. Rồi sau đó sau kích thước thì mới có là độ cứng, mới có là biên dạng độ cứng, mọi thứ về vật liệu, đó là những cái tiếp theo. Nhưng mà kích thước mà không đúng thì chỉ vứt đi
Thế nên là khi mà chúng ta lắp máy, lắp số, rồi lắp thủy lực, mọi thứ thì mọi thứ nó đều liên quan đến kích thước và độ chính xác. Thì nếu như mà chúng ta không quan tâm đến cái nó thì chúng ta sẽ lắp một cái số hên xui, rồi cũng sau khi đó không biết nó lỗi ở đâu, thì như thế nó sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian công sức để sửa chữa, để đoán giả đoán non. Mọi thứ nó đều thể hiện được kích thước cả, trên thế giới này mọi thứ đều là có kích thước cả. Rồi, xin chào Phan Minh Phú, anh ơi, DC70 có cách nào bỏ bộ điều khiển hướng bằng điện xài giống DC93 hoặc DC105 được không anh? Không có cách nào hết, không có cách nào hết. Câu trả lời cuối cùng là như vậy. Chỉ có, nếu có thì chỉ có là thay hộp số của DC93 sang thôi, thì là tự nhiên là phải phải thay hết bộ điều khiển giống như DC93, có vậy thôi. Chứ còn cái đó là hai cái thiết kế khác nhau hoàn toàn, hai cái cơ cấu khác nhau hoàn toàn về 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 cái cách lái, cách chuyển hướng, điều khiển chuyển hướng. Và thưa anh em là để mà nếu như mà bạn nói là có cách nào để cho cái nhông hướng, gọi là cái nhông hướng của DC10 nó bền hơn không, cô ta có cải tiến hay không, thì mạnh cũng đã nói rất nhiều lần về cái nhông hướng của DC10 nó quá nhanh họ, bởi vì nó có bốn vấu rồi, là nó chia lực trên bốn vấu, nó làm cho cái lực chịu trên một vấu nó lớn hơn là DC93, là 105 đó, là nó có tới 5 vấu. Hoặc là giống như anh em thấy cái máy máy Janma đời AV kép ấy, đời AV kép ấy, cái sổ số cái hướng của nó rất là bền, bởi vì cái trục hướng nó to, cái vấu hướng của nó chia thành 5 thì nó sẽ bền hơn là những cái chia thành 4, thành 3, thành 2. Đó, càng nhiều vấu thì cái lực nó càng phân tán ra, thì nó chia nhỏ ra trên đường vấu thì nó bền hơn. Nhưng mà anh cu ta thì anh ấy cũng chưa thích cải tiến, nên là anh em hãy cứ đam mê, hãy cứ đợi chờ. Rồi, xin chào Văn Sơn Nguyễn. Anh Mạnh ơi, máy cày cô ta L118 của em mới mua nhưng chạy vài hôm nó bị dị nhớt trục cơ bánh đà, hỏi anh chạy nó có kín lại không? Nếu như mà bạn mà đã chạy ở trong cái chỗ mà nó có nhiều rơm rác dây nhợ thì cũng có thể là nó đã bị quấn một cái gì đó vào trong cái đầu trục cơ, cái chỗ bu ly của bánh đà đấy, có thể nó bị quấn một sợi chỉ hoặc cái gì đó nó cũng dị nhớt. Nhưng mà cái đó thì bạn có thể soi đèn bạn có thể thấy được. Còn nếu như nó không quấn một cái gì vào cả mà nó chạy nhớt một cách tự nhiên thì thưa với bạn là không bao giờ nó lành lại được, không bao giờ nó lành lại được, và phải thay, chỉ có một cái duy nhất là thay thôi. Rồi, xin chào Khương Nguyễn. Anh Mạnh ơi, máy 70 mất hết đèn báo nhớt, báo nhiệt, báo sạc hôm qua hôm kia, còn mà nay mở khóa lên không thấy đèn báo nào sáng hết ạ. Chỉ em cách kiểm tra đường điện. Đầu tiên là kiểm tra cái hộp cầu chì. Kiểm tra hộp cầu chì nhé. Cái hộp cầu chì 10 cái cầu chì đấy. Kiểm tra thật kỹ cái hộp cầu chì đấy thì nó sẽ ra thôi bạn nhé. Kiểm tra kỹ hộp cầu chì, thì trong cái hộp cầu chì nhỏ mà có 10 cái, thì thưa bạn là cái cầu chì mà nó giải quyết cho các cái bóng đấy, đó là cái cầu chì nguồn của bảng táp lô, là nó nằm ở vị trí thứ 5 dưới cùng.
ở vị trí dưới cùng số 5 ấy, là đó là cầu chì nguồn của bảng táp lô. Thì bạn kiểm tra cái cầu chì thứ năm có thể là nó đứt cái cầu gì đấy bạn nhé. Thì nó cũng dễ đứt thôi, nhiều anh em bị chứ không phải là một mình bạn đâu, mà cái mỗi giày nó đi qua cái sắt xi xong rồi khi muốn lên cái táp lô ấy, nó chạm nhẹ vào mát cái là nó đứt cầu chì là nó đi thôi. Còn nếu bạn lắp cầu chì vào mà cứ chạy chạy dùng dùng lúc nó đứt thì chắc chắn là cái dây điện nó đang bị chập, hãy lần theo bằng táp lô mới ra bạn nhé. Rồi, xin chào Đức Nguyễn, cho anh hỏi máy 334 dùng dàn sới mét mấy thì vừa chú? Anh này máy 334 thì dùng dàn sới mét 6 là vừa anh ạ, dàn sới mét 6 nhé. Rồi. Xin chào anh Bảo Diệp, anh Mạnh có bán phớt đùi sau à, đùi dòng máy vải cũ không nhỉ? Máy vải cũ thì Mạnh cũng có vài dòng nhưng mà thường là nó tương tự với cái dòng của máy mới thì Mạnh sẽ có. Còn máy vải cũ thì cụ thể là máy gì thì Mạnh sẽ tìm cho nha. Rồi, xin chào Tường Nguyễn, Tường Nguyễn, anh Mạnh ơi, khi nào thì anh nhận làm bơm HST? Nhận làm bơm HST Mạnh cũng đã hẹn với anh em nhưng mà có một chút cái thay đổi trong cái kết cấu xưởng rồi mục đích sử dụng nên là mình lại phải tạm hoãn lại một thời gian nữa, thế là mong anh em thông cảm. Và chắc là khoảng 3 tháng nữa là mọi thứ nó sẽ ổn định thì mình sẽ làm cho anh em. Rồi, xin chào Hùng, anh Hùng Khắc Nguyễn. Van chống tụt của ti ủi nữa. Của ti ủi nữa chứ. Van chống tụt đây. Van chống tụt đây anh. Van chống tụt thì rồi. Mà anh sẽ nghiên cứu lắm cho anh, cho nó bằng đủ đi, cho anh sung sướng anh nhá, cứ hẹn hò mãi mà chưa làm được. Xin chào Khải Phan Xuân, vậy máy bên đó tốt hơn không anh? Mình cũng đã nói rồi là cái chuyện tốt hơn thì mình chưa đánh giá được, nhưng mà nó được sản xuất từ một nhà máy, còn cái ưu tiên số mấy thì cái này thì tùy anh em đánh giá rồi, nhưng mà mình biết là có ưu tiên bởi vì nhà máy nó đặt ở đất nước sở tại của người ta. Mình chỉ mong là Gian Mao hoặc Kubota đặt nhà máy sản xuất một cái gì đấy ở Việt Nam hoặc là lắp ráp ở Việt Nam thì cũng đã quá tốt rồi. Còn hiện tại bây giờ Việt Nam mình là chưa có một cái nhà máy sản xuất máy cày, chưa sản xuất một cái linh kiện máy cày nào cho các cái hãng đấy, và đó đúng là một điều mà nói một cách cho cùng là nó đang còn thiệt thòi, và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đang còn về máy nông nghiệp sẽ còn phụ thuộc nước ngoài rất là nhiều. Và chính vì cái việc phụ thuộc nước ngoài nên là anh em máy nông nghiệp cũng sẽ có những cái sự phụ thuộc về nguồn hàng, về phụ tùng, về chất lượng máy, về nhiều thứ. Và hy vọng là chính phủ Việt Nam sẽ có một cách gì đó để đưa một vài công ty sản xuất, mình nói là sản xuất chứ không thương mại đâu, tất cả bây giờ là thương mại, anh em phải hiểu là tất cả bây giờ là thương mại, mà chính phủ mình có cái gì đó để đưa một vài công ty sản xuất lắp ráp máy nông nghiệp về tại Việt Nam thì đó là một điều quá tuyệt vời, đó là một điều quá tuyệt vời. Còn tất nhiên là đã có những cơ sở sản xuất, công ty sản xuất máy gặt, máy con dơm như là Phan Tấn, như là Tư Sang. À, thì nhiều người rồi sản xuất
dàn sới nhưng mà nó cũng mới cứ hời 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 thôi, mà anh cho là như thế, nó cũng chưa đạt được một cái đỉnh nào đấy, một cái chất lượng nào đấy nó cao xứng tầm quốc tế. Ví dụ như VinFast thì rồi cái gì Thaco thì họ chỉ làm ô tô thôi. Ngày xưa thì mình ngày trước mình thấy có Thaco có làm máy cày cam 50 rồi cũng mất tích mất tăm không biết đi đâu về đâu đấy, nhưng mà hy vọng là trong tương lai tới nhờ anh em máy nông nghiệp mà có một cái nơi như thế, có một nhà máy như thế, giống như mình nói giống như Thái Lan, anh em thấy không, Thái Lan quá nhiều hãng máy cày luôn nhưng mà đa số là người ta lắp ráp bên đấy. Rồi Kubota ở Thái Lan cũng cực kỳ là kinh khủng, và chính vì thế nên mình mới nói là nó có ưu tiên về một vài chi tiết và một vài cái điểm nhấn chất lượng. Và Kubota Thái Lan là có mấy chục phần trăm là của nhà vua Thái Lan đấy, của chính phủ Thái Lan đấy. Ước gì mà Việt Nam mình cũng được như thế. À, xin chào Hải Vũ, xin chào anh, hướng DC70 tại sao phải cắt hướng anh ơi? À, anh em sẽ thấy một vài dịch vụ cắt hướng cho máy DC70 bằng hình thức là cắt dây tia lửa điện ấy. Thì tại sao phải cắt hướng? Bởi vì nó mòn nó hư mà anh em muốn tận dụng lại thì cắt đi xong rồi đóng một cái vấu mới vào đấy, kiểu là như thế, đóng một cái vấu mới vào cho nó vừa vuông vắn vuông vức thì nó đạp vào nó không bị trượt đó, có vậy đó gọi là cắt hướng nhé, có nghĩa là gia công lại thay cái vấu hướng khác bằng phương pháp cắt cắt dây thì người ta gọi là cắt hướng bạn nhé. Rồi, xin chào công ty máy nông nghiệp Tiến Quỳnh. Nói sai rồi anh Mạnh, nhập tiểu ngạch phải rẻ hơn chứ, sao đắt hơn được? À, anh Tiến Quỳnh ơi, nếu như mà anh thấy nhập tiểu ngạch mà rẻ hơn thì đây là quan điểm và đây là thông tin của anh Tiến Quỳnh. Còn theo như các thông tin Mạnh được biết thì nhập tiểu ngạch là đắt hơn anh nhé. Thì có thể là hai cái thông tin khác nhau nên là mình cũng có nói trước là mình nói chưa chắc là đúng, bởi vì nó là phụ thuộc vào các nhà kinh doanh, nhưng mà mình vẫn cho rằng là nhập tiểu ngạch nó, bởi vì mình có nghe được các cái thông tin của những nhà nhập chính ngạch, thế thì thà bằng người ta đi tiểu ngạch hết cho nó xong, đi chính ngạch làm cái gì, mình nghĩ là như vậy. Chứ bây giờ chính ngạch mà nó đắt hơn mà tiểu ngạch vẫn ngon lành cành đào thì tội gì mới đi tiểu ngạch, đúng không ạ? Mình cho là như thế nên là chưa chắc đã sai. hoặc là thế này, xin lỗi anh em và anh và mình nói thêm với anh ở công ty máy nông nghiệp Tiến Quỳnh nhé, là có thể là một vài cái sản phẩm khác nhau hoặc là độc quyền thì người ta sẽ có đưa ra các cái chính sách độc quyền khác nhau hoặc chính sách bảo vệ thương hiệu hoặc độc quyền thì người ta sẽ oánh thuế trên cái tiểu ngạch cao hơn để người ta bảo vệ cái tính độc quyền của cái sản phẩm đấy, mày nghĩ vậy nên là nó sẽ cao hơn thôi. Chứ còn mày vẫn thấy những cái thông tin là nhập tiểu ngạch giá cao hơn, phí cao hơn. Còn nếu như anh Tiến Quỳnh mà thấy là chính xác là như thế thì rất cảm ơn anh, rất cảm ơn anh đã thông tin. Rồi xin chào Mai Idol 2006. Anh Mạnh ơi, anh có phục hồi bơm thủy lực 50180 không? À, hiện tại là mình chưa nhận được, mình chưa nhận được vì còn rất là nhiều các cái dang dở, công việc dang dở nên là chưa đủ thời gian để nhận phục hồi bơm cho anh em. Ngày trước thì đã có làm rất là nhiều nhưng mà
sau đó thì các cái công việc khác nó phát sinh nên là chưa chưa thể quay lại để làm được. Nên là cảm ơn anh em, và nếu anh em mà cần thì có thể là 3 tháng sau là sẽ có thông báo. Rồi xin chào Cường Nguyễn, xin chào anh Cường Nguyễn, anh chào chú Mạnh, chú cho anh hỏi anh đang dùng máy 3036, tại sao dàn phay của anh nó tự tụt xuống kể cả khi khóa van và không khóa van an toàn, chú nhỉ? À, chú chỉ anh xin cảm ơn. Nếu như anh đã khóa van rồi mà dàn phay nó vẫn tụt xuống thì cái gioăng bít tông nâng hạ trong hộp rùa của anh nó đang bị mòn bị kém, thì mày phải thay thì mới được đó. Bởi vì anh khóa van rồi mà nó vẫn tụt thì nhiều khả năng ít 90% là cái gioăng của anh nó mòn nó kém rồi anh nhá. Anh phải thay cái gioăng sim trong hộp rùa của máy của anh đi thì mới được. Rồi xin chào Hoàng Nguyễn, anh Mạnh ơi sao máy em, anh Mạnh ơi sao em hỏi mua cái phớt dàn phay máy Kubota GT30 dàn RL 6K mà khó thế nhỉ? Cái này khó bởi vì là nó không không thuộc cái không trùng hợp với các cái dàn sới của cái đời mới hoặc là những cái dàn sới thông dụng số lượng lớn thì mọi người sẽ thường là nhập những cái hoặc tồn kho những cái hàng đấy thôi, những cái hàng đời mới chứ còn ít hàng đời cũ, nên là khó là một chuyện đương nhiên. Rồi, xin chào NDT, cho em hỏi con Zodiac 5040 với Kubota 5018 con nào hơn vậy anh, mong anh trả lời. Đương nhiên là 5018 sẽ khỏe hơn. Đó, khỏe hơn, mạnh hơn và linh hoạt hơn trong nhiều công việc. Bạn so 5040 với 5018 là hơi bị khập khiễng rồi. Thế nhưng mà 5040 nếu xét về 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 đi cày, đi cày thì đi kéo thì nó sẽ hay hơn, thì nó sẽ hay hơn 5018, nhưng mà ngoài đi cày đi kéo ra thì không gần như không có cửa so với 5018, bởi vì nó đã nhỏ hơn rất nhiều, nó có tới 10 mã lực cơ. Ngoài ra thì các cái thiết kế của nó về kích thước, về đồng bộ và về các cái nói về độ linh hoạt ấy. Mạnh cứ nói về độ linh hoạt và dùng nhiều công việc thì nó không bằng được, cũng như là không khỏe hơn, không không khỏe bằng 5018, đi sới không khỏe hơn được, chỉ có đi cày thì nhỉnh hơn hoặc là ngang như ngang nhau đấy, còn các cái công việc khác thì không không hơn được đâu. Rồi xin chào anh Phan Khải, Mạnh chỉ cách thay lá bố DC70 với có phải tháo cả hộp số ra, hộp số không nhỉ, cảm ơn nhé. Anh ơi, thay lá bố của DC70 thì không cần phải tháo hộp số mà chỉ tháo cái mỏng côn thôi. Đây, lá bố của DC70 thì Mạnh có một lưu ý cho những anh em nào mà thay lá bố của DC70. Đây là lá sắt này, đây là lá bố này. Chính hãng nha, đây là đồ chính hãng nha, lá bố lá sắt đó. Thì thưa với anh em là cái lá bố này Mạnh sẽ đo chiều dày nữa, lại là quan trọng. Nếu như anh em mua lá chính hãng thì Mạnh không nói đến chiều dày nữa, bởi vì nó là chuẩn này. Nó là rất chuẩn này. Đây 2,2 2,2 mm của cái lá bố chính hãng của Kubota. Thì nếu anh em nào mà mua lá bố ngoài thì cũng phải mua ít nhất dày cũng như thế. Còn lá sắt thì có hai loại, một loại dày 2 ly và một loại dày 1,5 ly, đây là loại mỏng này. Thì thưa anh em là lá bố ở ngoài thị trường nó có rất nhiều, rất nhiều chủng loại khác nhau, thế nhưng mà có loại rất là chất lượng rất là thấp, có loại chất lượng trung bình, có loại chất lượng là tương đối, và loại này chính hãng là cao nhất.
nó nằm ở cái răng và cái phíp, cái răng và cái phíp, chất lượng kim loại, cái răng bên trong này và cái lá phíp này. Thế thì thường là anh em mà hay bị hỏng số ấy, mà thay lá bố xong rồi một thời gian sau ngắn xong lại hỏng tiếp ấy, thì thường là lá bố chất lượng kém thì nó sẽ mòn nhanh và nó ra mặt nhiều. Chính vì cái lá bố nó mòn nhanh, nó ra mặt nhiều nên là nó có cái bột, nó giống như bột mài ấy. Rồi chảy nhớt nó lại nớt nhớt, nó sẽ có rất nhiều cái mạt bố nó ra, nó sẽ làm mòn bi, mòn mòn trục, mòn bạc, mòn nhông nhanh lắm. Thế nên là đó là cái mà anh em cần phải lưu ý. Còn câu hỏi của anh Phạm Khải là mình nói là không phải tháo số mà chỉ cần lôi cái bát côn hai bên ra là được, nhưng mà nhớ lúc lắp cái bát côn vào thì phải lắp thật khít cái bề mặt, lắc lắc đi, gõ nhẹ lắc 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 làm sao cho nó đẩy vào khít cái bề mặt thì mới được siết ốc. Cấm không được là đang còn hở nhiều mà lại thông minh đưa cái con ốc, đưa con bù lông vào siết để cong nó vào là toang luôn cả cái bố luôn, bởi vì nó sẽ kích cái này này, kích cái răng này, kích cái răng này nó chưa vào tới nơi đấy, và nó sẽ bị cong cái răng mà mất anh nha. Rồi, xin chào anh Tuấn Đà, Tuấn Đoàn, anh Mạnh ơi, cho em hỏi tỷ phớt của máy Janma 82, nó bơm hạt tế cái gì? Nó bơm hạt tế cần tín lùi mình có bán không? Cho xin giá luôn, cảm ơn. Tất cả những thứ phụ tùng của Janma thì anh có thể vào web phụ tùng janma.vn, viết chữ phụ tùng và chữ Janma giống như trên máy, chữ Janma viết thế nào viết thế đấy, chữ phụ tùng đó, viết liền không dấu chấm vn, anh vào đó anh tìm mọi chi tiết của máy Janma, chi tiết phụ tùng đều của máy Janma đều có và gửi về tận nhà cho anh. Anh nhá, còn mạnh không nhớ được các cái giá đâu, anh có hỏi thì anh có thể nhắn tin rồi có thể mạnh tra cho anh trên cái web đấy được, nhưng mà tốt nhất là anh nên vào cái web đấy một lần mà xem giá cả đều công khai và niêm yết trên đấy nha, đó là giá niêm yết đấy. Anh có thể mua đặt hàng ở trên đấy luôn. Long Mai cho anh hỏi, anh có máy cày răng mà vào số lùi máy đi tiến giờ xử lý sao em ơi? Anh vào số lùi mà máy đi tiến thì bây giờ anh muốn xử lý thì anh vào số tiến thì máy sẽ đi lùi thôi. Đơn giản vậy thôi, hoặc là anh vẽ ngược cái cần đi là nó sẽ thành tiến thành lùi thôi, đơn giản anh lắp ngược lại cái cần ngược lại là được nhé. Rất là hài hước, cảm ơn anh Long Mai rất là nhiều. Cho anh xin số điện thoại để liên lạc được không? Số điện thoại của mạnh là 0904 987 558, đó là số điện thoại và Zalo luôn. Và mạnh cũng có số Viettel là 0398 49 0956, nhưng mà số đấy thì Zalo đầy mất rồi. Anh em nào nói chung là cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho mạnh, nếu như mà gọi điện cho mạnh một cuộc hai cuộc mà không nghe thì vui lòng là đừng có gọi 5 7 cuộc. Có những anh em mà cố tình gọi đến 20 cuộc còn nhớ thôi, nhưng mà cuối cùng gọi lại cũng chả có cái việc gì cả, chỉ hỏi cho vui thôi. Nói chung là đau đầu. Nhiều anh em rất là nhiều thời gian gọi đến chục cuộc 20 cuộc gọi nhớ, ôi rồi cứ tưởng là có gì cháy nhà cháy khói lồi ra thì gọi lại thì có anh gọi sang xuống có nghe máy không cơ. Sợ thật đấy. Rồi nếu như mà gọi điện cho mạnh 1 2 cuộc mà không thấy thì vui lòng để lại tin nhắn, vì là mạnh sau khi làm các cái công việc xong hoặc là cầm điện thoại thì mạnh sẽ xem và điện lại cho anh em nếu anh em cần anh em nha, còn không cần thì mạnh vẫn có thể điện lại được. Nhưng mà đó là một một thông tin và cũng như là một lời đề nghị mà mạnh mong là anh em sẽ hết sức là thông cảm, bởi vì cũng nhiều anh em gọi và cũng nhiều công việc nữa.
Nhưng mà anh em cần thì cứ gọi, không có đừng có che cắm ngại ngùng gì, nhưng mà đừng có khủng bố là được. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, và còn một vài câu hỏi nữa thì mình xin phép được đọc hết. Là anh Sử Nguyễn, chào chú Mạnh, anh em vào buổi tối vui vẻ. Hôm nay chú Mạnh ra nhà anh chơi hôm nhé. À, hôm nào dạ? Rồi anh Sử Nguyễn, anh Mạnh sẽ ra nhà anh một hôm. Rồi xin chào anh Ước Phan. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi tí, em con máy L126 dòng Kuutan nó bị gãy kim báo nhiệt và kim báo dầu và kim báo công tơ mét ở chỗ anh có không, có bán không? Anh không có bán cái đấy. Anh chạy cứ gì mà gãy cả kim, có nghĩa là chạy kinh khủng luôn. Giống như ở một cái video mà tôi chạy nha, gãy kim luôn, thì đó là kinh khủng. Nhưng mà nói thì nói đùa vậy thôi, chắc là nó do một cái chấn động nào đó nên nó gãy. Rồi anh Trưởng Nguyễn, máy IM351 260 270 giờ đầu mới thay nhớt được không em, hay hơi quá? Dạ, nói một cách cho cùng là nó cũng tương đối được, hơi 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 chênh một tí thôi, chứ nó không 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 nhiều đâu anh ạ. À, nhớt động cơ thì hơi nhiều, nhớt động cơ hơi nhiều anh nhé. Rồi anh có phốt đùi của máy L1245 không anh Mạnh? L1245 cái này mày sẽ tìm anh Bảo Diệp, có thể Zalo qua số điện thoại 0904957558 để mình trả lời cho anh cụ thể hơn. Và cảm ơn anh em đã gửi các cái bình luận và các cái thắc mắc về máy móc để cho anh em khác cũng hiểu biết thêm, và mình xin phép được dừng buổi phát trực tiếp tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi kênh kỹ thuật máy KTM trong suốt thời gian vừa qua, và nhớ quay lại vào 8:30 phút tối thứ sáu, nhớ là tối thứ sáu hàng tuần. Mày thấy là tối thứ sáu rất là hợp lý, anh em sẽ ngồi với nhau được tốt hơn, nhiều hơn và có thời gian trao đổi với nhau được lâu hơn. Xin chào và tạm biệt anh em, chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao.